Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, dưới tác động của khối không khí lạnh phía đông, các tỉnh Bắc Bộ đã chuyển sang trạng thái nhiều mây. Đến trưa chiều, miền Bắc trời hưởng nắng nhẹ ở một số nơi. Nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay sẽ dao động trong khoảng từ 22 đến 25 độ. Về chiều tối sang đến sáng sớm, ngày mai trời rất đậm. Lúc này nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi và trung du với mức nhiệt từ 10 đến 12 độ. Còn khu vực vùng đồng bằng hạ xuống từ 13 đến 15 độ, vùng núi cao dưới 8 độ. Dự báo đợt rét đậm rét hại này kéo dài đến ngày 12 tháng 12. Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường lệch đông tác động, trong ngày hôm nay ở các tỉnh thành miền Trung trời chuyển sang nhiều mây, làm cho các tỉnh từ Quảng Bình trở vào cho đến Quảng Ngãi lại có mưa rải rác vài nơi. Về nền nhiệt ngày hôm nay, khu vực từ Thanh Hóa trở dài đến Thừa Thiên Huế chỉ ở mức từ 22 đến 25 độ. Về đêm trời rét với nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ. Còn khu vực từ Đà Nẵng cho đến Bình Thuận, nhiệt độ cao hơn duy trì ở mức từ 27 đến 30 độ, cũng sẽ lạnh với nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ. Ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong ngày hôm nay trời ít mưa, ban ngày trời nắng gián đoạn nên nền nhiệt ở Tây Nguyên tăng lên ngưỡng từ 26 đến 29 độ, còn tại khu vực Nam Bộ nhiệt độ từ 29 đến 32 độ. Về chiều tối và đêm muộn, do tác động của khối không khí lạnh khuếch tán xuống khiến cho khu vực Tây Nguyên trời rét với mức nhiệt thấp nhất từ 16 đến 19 độ và rét lạnh ở Nam Bộ với mức nhiệt thấp nhất từ 20 đến 23 độ. Trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày và đêm nay, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông và vùng biển phía tây của khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển của quần đảo Trường Sa, có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc 7 giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Ngoài ra, hiện nay ngoài khơi xa khu vực Tây Thái Bình Dương đã xuất hiện một vùng áp thấp. Dự báo trong những ngày sắp tới, áp thấp này di chuyển theo hướng Tây Bắc và mạnh lên thành bão, sau đó di chuyển vào vùng biển phía đông của Philippines. Khoảng tầm ngày 17 tháng 12, cơn bão này vượt qua đất liền nước này đi vào biển đông nước ta, trở thành cơn bão số 9 trong năm nay, với sức gió mạnh cấp 12 lên cấp 13, có thể đổ bộ vào đất liền nước ta. Mọi diễn biến tiếp theo chúng tôi sẽ liên tục cập nhật trong các bản tin sắp tới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.